Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái demo, là một cái hiệu ứng gọi là cái border nó phát phát sáng ra như vậy. Ví dụ như các bạn thấy là ở đây tôi có một cái giao diện và mấy cái box này thì nó có cái border sáng sáng, màu sáng sáng như vậy. Thì đây là cái hiệu ứng dạng dạng border mà nó phát sáng. Thì cái hiệu ứng border phát sáng này thì các bạn có thể apply trong cái phần design của các bạn, ở trong cho mấy cái box hoặc là mấy cái chữ hoặc là mấy cái button, thì trông nó sẽ cái giao diện nó sẽ đẹp, trông nó sẽ màu mè hơn. Đó, thì hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm cái demo này. Thì bây giờ tôi sẽ mở cái thằng Visual Studio Code này. Thì ở đây tôi có một cái project là demo glowing border effect. Đó. Thì tôi có cái file index.html này. Tôi có một cái file hình background này. Đó, như vậy này. Tiếp theo tôi có một cái file type.cs, thì tôi đây là cái project trắng này. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu đi viết code này. Đầu tiên thì tôi sẽ nhấn phím chấm than này, tôi nhấn tab này. Để nó generate đây ra một số cái code cho tôi này, cái code mặc định này, cái code init z này. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ link đấy cái file style.cs ở đây này. Đó, thì tôi sẽ link tới cái file style.cs như vậy. Ở trong cái thẻ body này thì bây giờ tôi có một cái thẻ section. Và tôi sẽ có một cái thẻ H1 đi. Ví dụ là tôi cho cái test là demo glowing border effect. Đó, thì tôi sẽ có cái test như vậy. Tiếp theo thì trong cái file style.cs thì tôi sẽ có cái style cho cái thẻ body này. Thẻ body này tôi sẽ cho nó cái background. Tôi sẽ có cái URL này. Rồi cái folder image, rồi cái file bg.jpeg này. Rồi cái file này tôi sẽ cho là no repeat. Và cái do say này. Rồi bây giờ tôi sẽ đi mở cái file này. Đây, cái file index.html thì tôi sẽ mở chương trình duyệt này. Đó, thì bây giờ các bạn thấy được cái phần background nó có cái màu background như vậy, và nó có cái test này, demo rolling border effect như vậy. Đó, thì bây giờ tôi sẽ đi tiếp tục hướng dẫn các bạn làm. Thì cái thẻ H1 này tôi bỏ đi. Tiếp theo tôi sẽ cho nó cái section này, tôi sẽ cho nó cái class là bằng wrapper này. Rồi theo thì trong này tôi sẽ có cái thẻ div. Bên trong tôi lại có thẻ div nữa này. Thẻ div bên ngoài này tôi sẽ cho nó cái class là bằng main content. Rồi theo cái div ở trong này tôi sẽ cho nó cái class là bằng box item. Rồi tiếp theo thì bên trong này tôi cũng có cái thẻ div nữa. Thẻ div bên trong này tôi sẽ cho nó cái class là bằng log item one chẳng hạn. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ copy cái box item này xuống. Rồi tiếp theo tôi sẽ đi viết style cho mấy cái class như wrapper này. Wrapper này tôi sẽ cho nó cái display flag này. Rồi theo tôi mặc pin top là 100 pixel đi. Rồi theo tôi cho cái width là bằng 100%. Rồi theo tôi cho nó cái min height là bằng 150 pixel. Rồi theo là cái main content này. Tôi sẽ viết style cho cái main content này. Tôi sẽ cho nó cái margin là bằng 1.5 em. Rồi theo tôi cho nó cái delay phần black.
Rồi tiếp theo tôi biết Sita cho cái class là bóc item. Bóc item thì tôi sẽ cho nó cái width là tôi cho là bằng 25%. Rồi tiếp theo tôi cho nó cái float. Thì tôi sẽ cho là flat bằng nét này. Rồi tiếp theo là tôi sẽ cho nó cái padding. Padding right bằng 15 pixel. Rồi tiếp theo là padding nét 15 pixel. Rồi theo chẳng hạn như tôi cho nó cái background. Tôi sẽ cho nó cái màu background là cái mã màu là 53D 769. Rồi tôi cho size này. Cái này tôi cho cái height đi. Cho nó cái min height bằng 200 pixel. Rồi tôi cho save này. Rồi bây giờ tôi nên chỉnh dần và tôi refresh này này. Đó thì bây giờ các bạn thấy nó show lên cho tôi được một cái box như vậy. Thì ở bên trên trong này thì tôi có mấy cái class này bằng block item one này. Thì tôi sẽ đi viết code cho nó như sau, viết style cho nó sau. Thì tôi sẽ có bốn cái lock và mỗi cái lock thì tôi sẽ cho nó một cái mã màu riêng. Thì đây là cái code ở trên này, thì tôi sẽ cắt xuống đây. Tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái box shadow. Lock item one thì tôi sẽ cho nó cái mã màu đó, tôi sẽ cho nó cái nắp tay tổng quan này cái màu đỏ như vậy. Tôi cho save này. Rồi tôi nên chỉnh việc và tôi defect lại này. Thì cái ở bên trên này thì cái display này tôi để flag là sai này, tôi phải để là imply mới đúng. Rồi tôi cho save này. Rồi tôi defect lại này. Đó thì bây giờ nó show cho tôi được bốn cái lock và màu đỏ như vậy. Đó, thì cái bên này thì có nóc màu xanh đó, rồi màu xanh lá cây xanh da trời rồi màu đen như vậy, thì tôi sẽ đi update lại cho bốn cái lock của nó. Thì tôi sẽ copy nóc này và tôi sẽ chỉnh sửa này. Tiếp theo là cái block item thứ hai này, thì tôi sẽ cho nó cái mã màu 53D 769. Đó, tôi sẽ cho nó cái màu xanh như vậy. Rồi theo là cái nóc item thứ ba, tôi sẽ cho nó cái mã màu là 147 EFB. Đây cái mã màu của nó đó, màu xanh da trời này. Rồi theo là cái cuối cùng là cái nóc thứ tư, thì tôi sẽ cho cái mã màu là 2A 272 7. Đó tôi sẽ cho cái màu đen như vậy. Rồi tôi cho save này. Bên này tôi cần phải update lại mấy cái chỗ này thành nóc item true này, nóc item thứ ba này, rồi nóc item thứ bốn này thì nó mới hiểu. Tôi quên chưa sửa mấy cái tên class bên này. Đó tôi đi cho save này. Rồi tôi defect này này. Đó thì bây giờ các bạn đã thấy được là cái bốn cái khối và nó có cái bốn cái màu background, và đồng thời thì nó cũng có cái hiệu ứng box shadow là cái hiệu ứng dạng như là cái bóng đèn nó sáng mờ mờ như vậy đó. Rồi chẳng hạn như là khi mà các bạn hover rồi thì các bạn muốn bỏ cái box shadow, cái border box shadow đi, thì các bạn sẽ làm như sau. Thì ở bên này thì tôi sẽ có cái lock item thứ nhất này và tôi hover rồi này đó, hover rồi và tôi sẽ cho nó cái box shadow. Tôi sẽ cho nó cái box shadow là bằng nâng. Rồi tương tự thì tôi cũng copy cho mấy cái nóc item 2 này, nóc thứ hai này, rồi tiếp theo là cái nóc thứ ba này,
Rồi cuối cùng là cái nóc thứ 4 này. Bây giờ tôi đi cho xây này. Rồi, bây giờ tôi nên trình duyệt và tôi đi phép lại này. Rồi bây giờ tôi hover vào rồi này. Hover vào rồi thì các bạn thấy là cái border box shadow nó bỏ đi này. Rồi chẳng hạn như là tôi muốn cho nó có hiệu ứng transition đi thì tôi sẽ thêm cho nó cái hiệu ứng transition này. Để cho nó bật hơn. Rồi tôi cho xây này. Rồi bây giờ tôi defect này này. Đó bây giờ tôi hover vào rồi này. Hover vào rồi thì các bạn thấy là nó có hiệu ứng transition thì nó di chuyển từ từ thì trông nó sẽ mượt hơn. Đó. Rồi, như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn làm cái demo về cái hiệu ứng border box shadow với lại cái hiệu ứng kiểu dạng như là phát sáng, cái border nó dạng phát sáng thì tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây và buổi tiếp theo tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn các chủ đề khác. Đó. Thì nếu mà các bạn nào muốn học về lập trình thì có thể vô cái website học lập trình online.net của tôi. Đó, để tham khảo các khóa học và mua các khóa học phù hợp với nhu cầu của các bạn. Đó, hoặc là các bạn có thể vô cái kênh YouTube học lập trình online và xem các video khác của tôi. Đó. Thì bây giờ tôi xin tạm dừng video dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.